vừa biên giới anh đi về đâu, sao còn đứng ngóng mãi gian đầu kia rừng chiều ấm. Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình rất hay. Trước mắt các bác đang là một chiếc âm ly rất hay của Pioneer. Đó là chiếc âm ly Pioneer QX401. Đây là một trong những dòng âm ly nó có thể chơi hai đôi loa độc lập với hai máy đằng trong, bốn kênh riêng biệt các bác nhé. G-Saver. Và chiếc âm ly này còn nguyên cả tem thanh lý đây các bác. Đẹp như mới luôn. Đẹp cáu cạnh, không có tì vết, cực kỳ đẹp từ hồi gỗ cho đến máy móc. Để các bác giá 6 triệu các bác nhé, 6 triệu. Các bác có thể đánh được rất nhiều dòng âm ly cổ, à loa cổ, những dòng loa mắt cáo, hay là những dòng loa của Sansui SP2000, SP250, SP1500, vân vân và vân vân. Hay những dòng loa Mỹ cổ. Đây em đang trước mắt các bác đánh một đôi loa đờn âm cổ các bác nhé. Cái càng rất là đẹp các bác. Thì giới thiệu qua các bác đôi loa đờn ông này. Các bác nhìn cái gỗ ấy, nhìn đẹp không thể yêu hơn được nữa các bác nhá. Cực kỳ đẹp các bác ạ. Các bác nhìn cái vân gỗ nó bóng, cái vân gỗ đẹp các bác. Khi mà để dưới ánh đèn các bác, nó nhóng nhánh kiểu như thể là chúng ta đánh một lớp nhũ các bác. Cái vân nó rất là đẹp các bác. Cái thùng gỗ này nó lặng rất là đẹp các bác. Và đây một trong những đôi loa rất hiếm, mã là đờn ông S170 MK2 la mã. Có một vi tinh chỉnh, một con chép đôm dầu cá chê các bác nhá. Chép đôm dầu cá chê tiếng rất hay, lưới bọc và một con bát 25 các bác. Tình trạng đẹp tuyệt đối luôn các bác, nhấn mạnh đẹp tuyệt đối các bác. Các bác nhìn đấy, đẹp tuyệt đối luôn. Và đôi loa này em xin báo giá các bác, để các bác giá rất tốt luôn, chỉ 5.800.000 đồng. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.800.000 đồng một đôi loa bát 25, thùng gỗ lạng cực đẹp các bác nhá. Cái vân gỗ của nó nhìn rất đẹp các bác ạ. Cái đôi này mà để, cái bộ này các bác để ở trên phòng khách thì cực kỳ đẹp luôn các bác. Và đây, khi gắn dây căng vào nó đẹp như vậy đây. Loa cổ thì chúng ta phải gắn dây căng các bác, nó mới đẹp. Tiếng bát đánh cực sâu luôn, đánh sâu mềm. Loa đờn ông cổ các bác yên tâm, không để bàn cãi về chất lượng. Đó, em quay về sau cho các bác xem độ đẹp của đôi loa luôn các bác. Từng góc cạnh nó không một tì vết các bác ạ. Đẹp như mới các bác nhá. Phải dùng từ là đẹp như mới các bác, cực kỳ đẹp luôn các bác. Nói đẹp như mới thì nói hơi hoa, nhưng mà không nói thế không được. Các bác nhìn đằng sau cái vân gỗ của nó đấy ạ. Chỉ 5 triệu 8 các bác không thể tin được đâu các bác. Cực kỳ đẹp luôn, cái vân gỗ nó từ sau đến trước. Bác nào thích cái đẹp thì đôi loa này không thể bỏ qua, em bán rất rẻ các bác luôn. Lời có vài trăm nghìn các bác ạ. S170 MK2 la mã, 8 ohm 60W, Made in Japan. Cực kỳ đẹp các bác nhá. 5.800.000 mà các bác, nhanh tay. Cực kỳ đẹp các bác ạ. Đồ loa rất là đẹp, tiếng hay khỏi nghĩ luôn. Và cả loa và âm ly. Âm ly giá 6 triệu, loa 5.800.000, vậy là 11.800.000. Các bác nghe băng cối này, nghe nhạc cổ này, hay nghe nhạc trữ tình, nhạc liên khúc được hết các bác nhá. Bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm tiếp. Bát rất sâu các bác. Lòng chân còn tơ vương thanh tương, thì đường trần mưa bay gió thương. Còn nhiều anh đôi loa quá đẹp các bác ạ.
Các bác nhìn đôi loa đẹp không? Cực kỳ đẹp các bác nhá. Cái vần nó rất là đẹp. Đôi loa này trên thị trường người ta bán đâu đó 7 triệu rưỡi các bác. 7 triệu rưỡi các bác nhá. Em về lần này về gần 100 đôi loa, nhiều loa quá, bán mỗi đôi lời một vài trăm nghìn để cho các bác. Cho các bác về chơi dịp Tết. Giá rất là rẻ các bác nhá, giá rất rẻ rồi. Bây giờ em sẽ mở một đoạn liên khúc cho các bác nghe thử là nó có thể đánh đa thể loại luôn các bác. Bây giờ em sẽ mở một đoạn liên khúc cho bác nghe thử đấy ạ. Một bộ chỉ 11 triệu 800 nghìn đồng các bác. Tuyệt vời các bác ạ, cực kỳ hay luôn. Đôi loa nặng đâu đó gần 20kg một thùng. Chính xác là 19 cân rưỡi các bác nha. Theo thông số nhà sản xuất. Sản xuất năm 1976 các bác. Năm 1976, loa rất là cổ rồi các bác ạ. Đời nông 5.8 rồi các bác, bát 25. Tiếng bát nó đánh rất là sâu các bác, tiếng bát đánh rất là sâu luôn. Các bác đừng quên chiếc âm ly này, một đôi loa như vậy các bác có thể thêm một đôi loa nữa. Chiếc âm ly này đánh được hai đôi như vậy các bác nhé. Đánh thêm một đôi nữa cho nó có một cái gọi là cái đây này, logo của nó này, bốn đôi, bốn chiếc này các bác. Đánh bốn kênh riêng biệt các bác, đánh cho em một đôi nữa vào để nghe nhạc cực kỳ hay luôn các bác. Đó, đây là các nút chỉnh của nó đây các bác. Các bác muốn đánh câu A, câu B, A cộng B đều được các bác nhé. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Bắt đầu có nhu cầu lấy đôi loa này, đời nông S170 MK25 mã, giá chỉ 5.800.000 đồng. Và chiếc âm ly QX601 giá 6 triệu. Chiếc âm ly này size 52 các bác nhé, size 52, size to các bác. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Đôi loa rất là đẹp các bác, đôi loa cực kỳ đáng yêu luôn. Rồi xin chào các bác. Cùng cảm ơn.